Giờ đi về đi xuống dưới hái trái cây đi các bạn ơi. Bây giờ mình có hai trái các bạn ơi, ở đây có con trái nè, thấy không? Đó. Đó, hai trái, ba trái. Nó bò tùm lum các bạn. Mình ăn xong á cái mình phun họ với nó cái bò, nó bò. Không kìa, mình đang sơn cái deck lại các bạn, nhìn đẹp quá. Nhìn lên sơn. Ủa, trái gì vậy, trái gì vậy, trái gì vậy? Nó không biết bí gì hấu nữa. Chắc gì hấu. Được ba trái rồi. Ba trái. Bí gì hấu ta. Bên kia có cái sứ. Đi qua đây hái cái này nè. Này nó có mình rồi. Đi cái nước ra. Mình cắt đây, cắt đi, cắt đi. Mình tưới nước cho cây sứ của anh đã. Rồi. Dao cần cua nay nó nhảy quá trời. Thế đó. Trời bự quá trời bự luôn nè. Hai trái dưa vàng, hai trái dưa hoàng kim luôn các bạn ơi. Đi đây trái nhỏ nữa nè. Trái nhỏ, trái nhỏ. Bây giờ cắt cho đi. Cắt ha. Anh cắt đi, cắt đi. Cắt đi, cắt đi. Wow. Không trồng mà có ăn nè. Quá bự luôn. Tới đây ăn thử các bạn ha. Đi vô. Giờ mình sẽ ăn bánh cống đi các bạn. Em muốn ăn bánh cống hay bánh sườn? Thì cái này là cút lộn nha các bạn. Cút lộn xào me. Bên đây là chiên bánh xèo. Ủa chiên bánh xèo với bánh cống luôn hả? Cục vàng đó nha, cục vàng con rọi đó. Cục vàng nè, vàng 1 kg à, tấn à. Các bạn ơi, bữa hôm nay thì mình sẽ ăn bánh cống các bạn nha. Đó, lên bay, bánh cống. Nhưng mà bánh cống này là bánh cống Bạc Liêu các bạn nhé. Cút lộn xào me nè các bạn. Và mình không quên chai bia Budweiser của mình nữa. Để mình ăn cái đi. Ok. Ăn nhậu các bạn ơi. Hổm gậy cái gỗ ớt của mình ăn chưa hết nữa. Lên mẹ, lên mẹ, lên mẹ. Rồi đây đây. Rồi. Thấy. Cái gì thấy? Mình ớt. Quá hấp dẫn các bạn. Quá hấp dẫn. Rồi các bạn ơi, rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cái bia Budweiser này các bạn có thể mở bằng tay, các bạn không cần phải mở bằng đồ khui, các bạn nó nhẹ hơn cái bia Heineken. Bây giờ mình sẽ cắt bánh cống ra đi.
Wow, coi như là bánh cống các bạn ha. Mẹ lên mẹ ơi. Đẩy lên đây, ba lên ba. Đây. Ở đây. Em buộc dí qua cửa chén. Tí hai. Yeah, coi đây. Em lên rồi. Mẹ lên rồi. Con ngồi đây. Hả mẹ ngồi đi. Để nó giữa này mẹ. Mẹ lên. Ăn đi bác, giống. Ăn cúp đi. Ăn đi, nó chế con. Ok. Nè. Rồi, mấy đứa đi làm lớp 3. Không biết ăn xong thì à, đây ra đi, ăn gọi đi. Ok các bạn ơi, còn chờ đợi gì nữa. Bây giờ thì để mình ăn thử cái món cút lộn xào me đi. Cút lộn xào me. Ngon. Cút đùng. Cạn ly. Rồi ha. Hủ tiêu. Sỏi. Đây, sỏi chấm. Trời, hôm nay nhậu là hết sảy con vậy. Cắt bên cổng này. Ủa sao em đang câu chuột kìa, mai cũng cười dữ. Tích chuột cống. Bên cống mình đây. Anh cống. Không dám, nó nói sao. Đẩy lên đây đi mẹ. Mẹ có ăn cuốn đi. Ừ, gì? Cho đây. Cho lọc này đi. Okay. Rồi các bạn ơi. Nè. Thật không? Ăn bánh cống. Để lên đây mẹ, để lên đây mẹ. Nửa cái luôn, nửa cái vô. Thôi nửa cái bự lên, căng. Thôi đi bà, bấm qua. Lên mẹ. Lên ngồi đây rồi, đẩy ra đây nè. Đây, đẩy vô. Được rồi, ăn đi, ăn đi. Đi ba. Vô các bạn ơi, còn chờ đợi gì nữa mà không ăn ha. Con mình nó phải ngồi kế mình nó mới chịu các bạn ơi. Đó, nhìn đó. Nhìn nó nhậu quá. Nhìn ba ha. Đó. Ăn cơm là phải có quý tử ở cái bên mới được. Vô chọn đi ba. Ừ. Cuốn đi. Hủ tiêu. Rồi. Ăn bánh xèo hả? Ăn bánh xèo đi. Rồi ngon. Ngon quá. Bây giờ mình ăn mọi thứ một chút đi. Mình ăn bánh xèo với lại bánh cống. Đó. Cuốn cái đi. Ăn ngon. Nói nhìn mình không biết bắt không ạ. Ừ, biết không? Nhìn xa lắm. Nãy giờ chưa ăn ớt luôn. Mình phải ăn ớt bánh này quá nè. Thôi, ăn chớ này đi. Đó thì cay đúng nhau. Mà thấy hai trái hình giống. Chỗ không cay, hay là cay đúng, thử ba. Quá rồi. Wow. Nấu đi. Lấy rồi. Cái đó nhẹ. Ngon lắm á.
Nè nè nè. Cho nó ngon. Mẹ lớn. Uống. Vô. Cạn ly. Bây giờ mẹ, bây giờ ba nó nhậu kìa. Vậy bữa nữa ha, chắc uống sữa ha. Gì vậy, bữa nữa đi vô không sữa rồi. Mẹ lên, nước bóng mẹ đó. Ăn rồi, đi ăn rồi. Ăn bánh cống đi, cảm ơn. Không, toàn cái bánh xèo vải nè. Rồi. Cũng vậy lắm. Ừ. Em bỏ cho mẹ nè. Cái hôn con gái. Chính nó trong không? Chính mẹ đi con cái chén. Mẹ nè. Ờ. Để nó. Này, ăn miếng đi cho nó hỏi được. Ít hợp đấy. Đây. Cúc lộn xào mẹ. Mới đây ớt chính nè. Chính nè. Cải quá trời nè. Đây. Bỏ cải vô. Ăn cải nè. Mẹ nó sẽ cải không có. À, cái gì? Hả cải vô. Bỏ đi. À, sao nó sáng không ngắt rồi đó. Tại giờ nó vàng thêm. Mẹ mẹ cánh cống đi. Không, để đó ăn. Ăn hết rồi. Đây. Ăn đi mẹ. Không rồi hả? Ăn sao? Ngon rồi. Mẹ ăn tí cút tươi đi. Ngọt quá tí cút tươi đi. Ngon rồi. Mình vừa cuốn bánh xè đi, bánh cống luôn các bạn. Có cuốn bún không? Tao có luộc bún nữa đó. Anh nhớ tụi em có ăn bún nữa mà. Tao ăn bún này đâu mà. Bạc Liêu là không ăn bún. Không à. Không ăn bún rồi. Đông chiên bún. Ờ, bữa nay tôi nhớ ai có ăn uống, bây giờ tôi đồng xuyên tưởng đồng trâu ăn uống, tôi có luộc uống kìa. À, ở gì? Uống nó để mơi sợ. Mơi sợ thật vời. Thằng coi, để miếng ăn miếng hổi. Không, không ăn gì hết. Giang ra bún. Ở gì? Bạc Liêu, ý là đồng xuyên nó có cho anh hỏi. Anh hỏi với bún. Mà nó chiên nó sắc nó ngon rồi. Ở trà lông xuyên. Dạ, dạ. Ừ. 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 Mà cần lên thì chỉ có vậy thôi. Còn cái mông mà con chế thôi. Gì đó. Ở bà Hư cũng ăn không gì đó. Có lồng xiên nó bán, nó cho bánh hỏi phải không hả? Bún chứ. Bún. Ừ. Cũng ngon. Cháo nó ăn bún. Cái này á, có bột rồi, ăn bún ngon lắm. Ăn ngon. Ăn gì là ngon. Ăn là không gì đâu. Lồng xiên cho lòng con bún. Ờ. Đồng Pháp cũng vậy đó. Ừ. Nhà thì ông ăn cháo gà cũng bỏ bún cho. Ừ. Cháo gà bún hả? Ừ. Cháo mà gắp bún bỏ cho. Đồng xiên gì nó cho đồng nó bún hả? Bánh cháo mình chém bún cho ăn rồi. Rồi. Đồng Pháp cũng vậy đó. Đồng Pháp nhà thì vừa ăn. Đúng không? Một tỉnh nó khác vậy không? Một tỉnh nó khác. Còn Cần Thơ mình với bạn ơi thì bún cháo có nhận rau đắng rồi thôi chứ đâu có ai bỏ bún. À, anh đi, anh đi. Lo con đi. Đấy, gì đó. À, đó. Để ăn chiếc đây. Tươi à. Không chấm với tiêu. Ông uống giấc sắp là cháo vịt xiêm ngon rồi á. Lâu dữ không ăn quyết đỡ nó về, ổng dắt đi ăn, có quyết ăn đã, còn quyết nó bỏ nếp chậu. Có nếp nó gì đâu. Hồi xưa người ta cắt củ gạo với vịt, hai củ quyết bỏ nếp vô quyết á. Qua đây lâu nữa mày không được ăn á. Vậy bữa lại cho mẹ. Có vịt sống rồi gọt. Có cái gì, vịt đi xuống chợ farm đó. Mình nhỏ mình đâu nhắm mặt khổ. Phải chi bên Phona mà còn thì nhãn mẹ bảo bẩm, giờ nó nghỉ bán rồi. Thôi mà có ăn chơi thì thôi, không có thôi đâu hẹn. Có kỳ đi về, ông uống không nói tụi bay về đây đâu có đi ăn cháo đâu hả, muốn ăn cháo còn đi nghe đi về Bạc Liêu đi về. Bữa nào ăn cháo về đâu tâm đâu cũng mua á. Thôi tao nó đầu cũng tại nó uống nước giá gà mà đừng đâu thừa. Không phải gì lại nó cái con cháu nó làm mà cứ mà cháu thịt chưa đi xây lại nó thấy mà được thấy nữa nó mới chịu nó phải thấy cái mình rồi nó nói chuyện với mình mới được phải thấy bè bà đứa này mà nó còn giờ nói chuyện được nó phải thấy bè. Nó ăn nó cũng nhận hết. Nó muốn ăn chung á. Đi dầm miệng mà. Cặp dầm miệng. Con cặp dầm miệng. Chưa đâu vài tháng nữa kìa. Biết lập biết bò tới đó mới ngán. Ăn không yên với nó đâu.
ăn lợn lợn lợ, té thế mồ kè kè ăn không, luôn. Ăn không, ăn không, ăn không, ăn không. Qua bây giờ ăn làm sao hôm nay lại tới đó cho nó ngồi á trong cái ghế à, vừa ghế đi á trời ơi, chứ mà lật té thấy mồn á. Ăn rồi tôi đó mày mở tiếng cả này êm lắm ăn rồi thế không có lắm tham gia lại ăn rồi đúng lần này mà nó dọn thấy biết á cháu mà lại nói chuyện là biết liền á lúc nhìn liền thấy không cái chuyện mới trời luôn ngon lắm rồi con ăn rồi cũng để cho cả nhà ăn cứ phải không đâu có gì đâu con thấy ngoan hãy đi à hỏi đi chúng ta lại mẹ dạy anh ra chúng ta lại tôi không đái gì nó mới khóc đó chứ chưa nói phải tỏa mà rồi thôi mang trứng ruột kìa trứng xào trứng xào đang hết rồi à nói đi ngỡ chú lên đã chú không ta đã chút. Cống ngon mà không cống đi, ngồi đó ngồi. Đó ăn đi rồi. Nước mang rồi hả? Phải ở nước mang ở tận đầu phòng rồi ở lên nữa. Có được không? Không không cần. Nước mang đâu cần không? Có chứ. Tùy. À, đậu phộng là cái gì thằng phi luôn. Ừ. Với lại gạo găm nữa. Ừ. Tùy. Anh có không? Đây đây. Ừ. Con bạn đi lấy đây. Ừ. Để lọc cho xong. Nhờ miệng nói nha. Ơ. Ơ hả? Biết hết rồi. Sao? Sao? Cả nhà nghe hiểu không ai nói nó miếu nó thương là biết rồi cái đề đó vãi luôn dạ chuyện lắm á chết ê chết ê chết ê quen cha đi chúng ta lại cha giỏi hả cha đi chúng ta lại hả cha đi trời ơi cái mời xíu à sao bà cha thương. Đi ba. Có mày lên đây tao đi. Ừ, từ từ. Mình cha miếng đi. Mình chảy nước miếng nè. Mình chảy nước miếng nè. Cho ăn miếng đi. Cho ăn miếng đi. Mình chảy nước miếng chị không nổi nha. Mình dòm nha. Nhìn. Nhìn ba. Tối đạp là cũng đưa á. Đưa không? Đưa gì? Đưa trên đùi á. Nó khoái nằm trên đùi đưa 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 lại nó ngủ được. Tối nào ba cũng đung đưa hết. Biết quen à. Cuốn lên nha các bạn. Đó, ăn cái này là phải mổ gheo gì đó. Bây giờ là miếng bánh xèo hay miếng bánh cống đây? Bánh xèo hay bánh cống đây? Đây đây đây. Đây đây đây. Nói đi, mẹ con ta sẽ phỉ, ăn lo ăn. Mẹ con ta sẽ phỉ. Trời ơi. Ngon lắm. Ngon lắm. Nhiều chuyện. Nhiều chuyện lắm á. Thấy không? Nhiều chuyện. Thấy không? Nói đến nó biết trả lời á. Đứa nào nhỉ? Mẹ đu lại nha. Mẹ đu lại nó cho con coi nha. Đây là thú quá vậy đây. Bi đồ. Nãy giờ chị ăn thử với nhò đúng không? Ăn thử biết. Nhò nó ngon. Lên đường, lên đường. Không có lên đường, nó ngọt tết à. Bỏ cái lên đường đó. Nhò nó lột vỏ nha. Nó vỏ chín. Cái gì? Cái này là nhò nó thằng gỗ. Cái này là nhò thằng gỗ. Thầy sao? Ăn thử biết được. Ngọt cây gỗ hả? Nhò không phải nhò như mình ha. Không phải lột vỏ nha. Ăn vỏ luôn cũng được. Vỏ dày quá. Vỏ gì chua? Cái vỏ chua chua ngon. Thơm á. Nói nó cái gì nó gà ừ. Mà ăn hả? Ờ hả? Ờ hả? Chị để ra. Không ai ổng ăn hả? Có ai ổng ăn. Nghe nói đi. Mắc rồi, mắc rồi. Không kỹ kì. Thấy nó lạ lạ thôi. Mua quên mặt hả? Không. Phải nó xả. Phải đem đồ lạ lạ gì.
Tại mình ăn cái nho kia quen rồi mình ăn cái này giống như nó là giống nho gừng nha. Thấy không? Nó gừng cũng lóc xanh giới thiệu đó. Đúng không? Trời lóc giới thiệu. Ừ. Rồi để đi ngủ hết rồi. Dạ, được rồi. Được rồi. Từ từ ăn cái ngon. Về ăn từ từ cái ngon. Nó chụp. Nó ra đâu rồi sớm. Đây giờ sớm vậy vắng hả? Vắng. Lúc mà về tới giờ nó giờ có cái quét không? Có.